Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Anh chị hôm nay Học xin phép giới thiệu đến cho anh chị mẫu xe Fortuner được sản xuất vào năm 2009, xe đi mới 81.000 cây đúng chắc xe ha. Bên Học cam kết không đâm đụng, không gặp nước cho anh chị nè. Và kiểm tra 176 hạng mục. Gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm và 20.000 km xe đứng tên biển số thành phố Hồ Chí Minh. Bên Học đang chào bán với mức giá chỉ 437 triệu thôi nha anh chị. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động 2019, xe màu đen nha anh chị, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe rất là đẹp. Và hôm nay vừa mới về đại lý Toyota. Và đây là thực trạng của xe, chưa hoàn tất có Maruguri. Với mức giá mà 437 triệu là bên Học đã hoàn tất Maruguri, dọn theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản cho cô chú anh chị nè. Và kiểm tra lại 176 hạng mục theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam nè. Ví dụ như Học kiểm tra 176 hạng mục, phần gầm có một cái routine hoặc là một cái phuộc nào đó hư thì bên Học sẽ thay cho cô chú anh chị. Tuy nhiên sẽ không có đội lên cái chi phí 437 triệu của cô chú anh chị nha. Đó là tiêu chuẩn của Toyota. Đó, cấp sổ bảo hành cho cô chú anh chị đi 1 năm và 20.000 cây để cho cô chú anh chị yên tâm mà sử dụng. Đó, xe Fortuner, một chiếc xe 2009 đi chỉ 81.000 cây. Anh chị nhìn cái cụm đèn pha nè, Bi-Brosetter nè, nó mới tinh. Đèn là đèn theo xe nha anh chị. Và cái đèn gầm này cũng vậy nè anh chị, thấy không? Cảm biến gốc nè. Đó, bốn con cảm biến luôn. Đó, phần xương ngang nè anh chị thấy không ạ? À? Đó. Rồi để Học hạ cái gimbal xuống. Học quay cái phần gầm ở dưới cho anh chị xem ha. Đó, anh chị có thấy không ạ? À? Phần vỏ lớp nè. Đó. Học sẽ đi thật chậm về những cái sản phẩm 2009 này. Xe thì bên Học sẽ cấp giấy chứng nhận là không đâm đụng cho anh chị ha, không ngập nước cho anh chị yên tâm ha. Xe cam kết cho anh chị, xe mua xe chính hãng là có giấy chứng nhận của Toyota cho anh chị liền. Đó, cô chú anh chị không cần phải lo lắng về những cái vấn đề bị lừa giống như những cái salon bên ngoài ha anh chị. Đó. Vỏ zin đeo xe nè, tầng thứ 6 nè, 2009 nè. Anh chị thấy không? Cái gai nó đi rất là còn là rất là cao luôn. Những cái dấu nhăm nhăm ở đây là do đá nè. Đó, đá nó cắt những cái đầu gai trên đây nhưng mà không quan trọng nha anh chị ha. Không có vấn đề gì cả. Những cái vỏ nó còn gai cao và không có bị nứt ta lông là được. Đó, xe này về đại lý Toyota Tân Cảng cách đây một hôm. Đó, chưa hoàn tất Maruguri, Học tranh thủ quay gửi đến cho cô chú anh chị xem. Đây là phần túp lô nè cô chú anh chị. Một chiếc xe 2009 mà nó còn đẹp như thế này anh chị, chỉ có Toyota mới làm được điều đó rồi. Cái này là Học không phải quảng cáo quá nhưng mà về hầu như là những chiếc xe chỉ có như là Honda hoặc là những chiếc xe Nhật á, mà về bản nó thuần về thuần hóa, về nó độ nội địa hóa hết á, thì nó sẽ giữ được cái độ lâu như thế này. Đó, nó nội địa hóa 100% luôn. Đó, về Việt Nam mình đó anh chị. Đó, nên là cô chú anh chị thấy không, chiếc xe nó rất là đẹp. Ở 2009 anh chị lên thấy không, mọi chi tiết ghế da nó còn nguyên zin. Những chiếc xe như thế này như là Camry rồi hay gì á cô chú anh chị, cô chú anh chị đi khoảng 10 năm á, mình nhìn lại á, mình mới thấy cái giá trị cốt lõi của nó rất là hay. Đó, mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó có một cái gì đó rất là chắc chắn ha anh chị ha. Đó, đi 10 năm rồi mà anh chị nhìn thấy nè. Đó, đó là những cái điểm mạnh của những chiếc xe Nhật á anh chị. Đó, Toyota nói chung. Đây, anh chị nhìn cái cụm đèn nè. Đó, bảng V nha anh chị. Bảng V ghế điện để Học mọp xuống đây để Học quay cái dàn gầm cho anh chị xem nè. Đó, anh chị có thấy không ạ? À? Xe này bên Học về là chưa làm hoàn tất Maruguri nha. Bên Học về sẽ sơn gầm lại cho anh chị nhìn cái ống xả nè. Đó, ống xả nó đưa ra nè. Đây nó có cái logo Toyota đây nè. Đó, anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Ở phần gầm phía bên phải nè. Một chiếc xe cực kỳ đẹp ha anh chị ơi. Chỉ có 437 triệu thôi. Cô chú anh chị có một chiếc xe hầm hố à. Đó. Số tự động chạy rất là sướng ha anh chị nha. 2.7V. Đây anh chị. Phần hông xe rất là đẹp. Về hiện trạng thì chiếc xe này á, bên Học về chắc cũng phải sơn lại một vài chỗ anh chị. Đó, một vài chỗ ha. Và bên Học sẽ tiến hành làm maru lại. Anh chị nhìn cái chằng xe nè. Cô chú anh chị đi mua xe nhớ để giúp Học cái chằng ha. Cái chằng này nó cũng rất là đắt tiền á, nó mười mấy triệu á anh chị.
đó, nên là cô chú anh chị coi cái dàn nó còn đẹp hay không đó. Fortuner 2009 Turbo là rất là đẹp đó, những cái mát cửa nè anh chị nè, chị thấy không ạ? Đổ xăng thì chạy thôi anh chị ha. Mua xe Toyota tăng cảng về thì không cần phải lo lắng nhiều về bảo dưỡng chưa, thay nhớt chưa, bên học sẽ làm hết cho anh chị ha. Còn chú anh chị mua về chỉ việc đi thôi. Vô lăng full da nè, full da zin theo xe nha anh chị ha. Cái này là chưa thay nha anh chị ha, chưa thay luôn á. Ghế điện gắt nhẹ nhàng. Đó, cái vô lăng chưa thay luôn cô chú anh chị. Đó, cái túp lô này. Đó. Rất là đẹp. Đẹp lắm cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị cho học sinh nhắc lại, đây là sản phẩm Fortuner. Máy xăng hai cầu số tự động, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Động cơ 2.7 dual VVT-i nha anh chị. Bên học đang chào bán với mức giá là 437 triệu. Ở xe 437 triệu là bên học đã hoàn tất gói Maruguri nè. Và da giấy bảo hành cho cô chú anh chị là 20.000 cây và 1 năm sử dụng cho đối với động cơ và hộp số ha. Còn xe thì bên học cam kết cho cấp giấy chứng nhận cho anh chị là đã hoàn tất gói Maruguri nè, không đâm đụng nè, không ngập nước nè và đã kiểm tra 176 hạng mục nè. Đúng năm sản xuất, xe giấy tờ minh bạch. Cô chú anh chị nào ở tỉnh thì bên học sẽ hỗ trợ cô chú anh chị rút gốc nha. Nhưng mà còn đối với sản phẩm này bây giờ thì học sẽ rút gốc không kịp. Giờ cận Tết rồi. Cô chú anh chị nào ở tỉnh mua thì cứ mang xe về chạy trước. Qua Tết gửi biển số cặp vẹt lên học đi rút gốc cho cô chú anh chị nha. Bên phí rút gốc bên học chịu. Dạ. Và một lần nữa học xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc là đổi xe, học đang rất là có đang rất là cần mua xe cũ nha anh chị. Cô chú anh chị nào có xe cũ bán hãy liên hệ cho học. Hoặc đổi xe cũ 4 chỗ lên 7 chỗ nè, xe cũ qua xe mới Toyota, cô chú anh chị cứ liên hệ cho học, học để tư học được tư vấn hỗ trợ cho cô chú anh chị nha. Một lần nữa học xin kết thúc video tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.